Một sân bóng chuyền rộng 300 m², nền bê tông với tổng trị giá 25 triệu đồng vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng tại thôn 5 xã Chư Xuê, huyện Chư Mờ Ga. Công trình do Đoàn Thanh niên xã Chư Xuê triển khai thực hiện nhằm hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, cũng như giúp cho đoàn viên thanh niên, người dân trong thôn có một sân chơi an toàn, lành mạnh. Làm cái sân như đây thì cũng hỗ trợ của người dân, nhưng mà chủ yếu là công sức của đoàn viên bỏ ra là cùng nhau mình làm. Có cái chỗ vui chơi cho nó thoải mái, hợp lý để nâng cao thêm sức khỏe cho đoàn viên thanh niên ở tại địa phương. Nói chung là bà con ở đây hưởng ứng rất là cao về cái tinh thần thể dục thể thao. Bà con ủng hộ rất là nhiệt tình, nên là cái việc vận động xã hội hóa của đơn vị thì hàng năm thì về cái xây dựng công trình mà thanh niên sân bóng á thì cũng rất là, nói chung là thuận lợi. Việc hỗ trợ xây dựng và trao tặng sân bóng chuyền của thanh niên xã Chư Xuê, huyện Chư Mờ Ga thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, đoàn xã Chư Xuê sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ triển khai các công trình phần việc thanh niên khác trên địa bàn.